cái nhân duyên nào mà Phật tử đã đến với đạo Phật, thì xin Phật tử chia sẻ vấn đề này. Con phải cũng nói rất thật, với lại con cũng phải xin lỗi thầy, xin lỗi các quý thầy ở đây, là đáng lẽ là con theo đạo Thiên Chúa giáo mất rồi. Con học ở Mỹ này, ở Nga này, ở Úc, ở các nước. Thế thì ở các nước đều có nhà thờ, làm gì có chùa như mình. Đấy là thứ nhất. Ý thứ hai là con lại sống ở ngoài Bắc. Thì ở cái huyện, con là huyện Đông Hưng, cả huyện hình như chả có cái chùa nào cả. Mà có một cái chùa ở cái xã cách đấy một đoạn thì lại không có nhà sư. Kể cả về Hà Nội cũng rất ít sư. Mà một sư thì trụ trì cho khoảng ít nhất là vài chùa, thậm chí là vài chục chùa. Gặp được các sư thì vô cùng khó khăn. Thế còn khi mà sang đến Nga, đến Úc, đến Pháp, đến Mỹ, vào các nhà thờ thì các cha rất gần gũi, gặp các cha rất là dễ. Thứ hai nữa là trong các chương trình ở nhà thờ thì bao giờ có phần hát thánh ca. Đi vào được xem biểu diễn ca nhạc hát, còn bên nhà mình thì toàn tụng kinh, mà toàn cái kinh thì là như thị ngã văn, thế rồi những cái toàn từ tiếng Hán ấy thầy, con chả hiểu cái gì cả. Bây giờ vào chùa thầy bảo hồi trước giờ chúng ta sám địa xúc, nhưng chẳng biết sám địa xúc là cái gì cả. Tức là toàn cái từ rất là khó hiểu, hay là yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba, toàn những cái từ mà con hoàn toàn không hiểu, tiếng Việt mà hoàn toàn không hiểu. Thế còn bên kia thì họ giảng rất dễ hiểu. Thứ hai nữa là các cha thì rất gần gũi. Thế và bao giờ họ cũng có hát thánh ca. Thế rồi người ta lại có, sau cái chương trình sinh hoạt thì có ăn ở phía đằng sau, cái vườn đằng sau á, xong cha nói chuyện ra giảng giải. Thế và cha đọc, con không bao giờ quên là buổi nào cha cũng dặn là nhá, các con ơi, các con có biết không này, tất cả các con sẽ lên hết thiên đàng. 100% các con lên thiên đàng. Còn con nào mà có tội thì các con qua lò luyện tội và con lên hết thiên đàng. Mình ôi tuyệt vời. Con thưa với quý vị ở đây là toàn người miền Nam, các quý vị không hiểu miền Bắc đâu. Con không phải nói xấu, nhưng mà miền Bắc thì bà mẹ con, hồi con nhớ là bà mẹ con chưa đến 50 tuổi đi vào chùa thì bảo không được. Thứ nhất là dưới 50 tuổi không được vào chùa, phải trên 50 tuổi mới được vào chùa. Thế thì con đã từng đi chùa rồi thì vào chùa chỉ có cụ già, toàn cụ sắp chết. Thế thì mình nghĩ con xin lỗi thầy nhá. Thế con bảo thứ chết đi chùa là dành cho người sắp chết à? Tụng kinh người chết này. Cái nhân duyên nào mà Phật tử đã đến với đạo Phật, thì xin Phật tử chia sẻ vấn đề này. Con phải cũng nói rất thật, với lại con cũng phải xin lỗi thầy, xin lỗi các quý thầy ở đây, là đáng lẽ là con theo đạo Thiên Chúa giáo mất rồi. Con học ở Mỹ này, ở Nga này, ở Úc, ở các nước. Thế thì ở các nước đều có nhà thờ, làm gì có chùa như mình. Đấy là thứ nhất. Ý thứ hai là con lại sống ở ngoài Bắc. Thì ở cái huyện, con là huyện Đông Hưng, cả huyện hình như chả có cái chùa nào cả. Mà có một cái chùa ở cái xã cách đấy một đoạn thì lại không có nhà sư. Kể cả về Hà Nội cũng rất ít sư. Mà một sư thì trụ trì cho khoảng ít nhất là vài chùa, thậm chí là vài chục chùa. Gặp được các sư thì vô cùng khó khăn. Thế còn khi mà sang đến Nga, đến Úc, đến Pháp, đến Mỹ, vào các nhà thờ thì các cha rất gần gũi, gặp các cha rất là dễ. Thứ hai nữa là trong các chương trình ở nhà thờ thì bao giờ có phần hát thánh ca. Đi vào được xem biểu diễn ca nhạc hát, còn bên nhà mình thì toàn tụng kinh, mà toàn cái kinh thì là như thị ngã văn, thế rồi những cái toàn từ tiếng Hán ấy thầy, con chả hiểu cái gì cả. Bây giờ vào chùa thầy bảo hồi trước giờ chúng ta sám địa xúc, nhưng chẳng biết sám địa xúc là cái gì cả. Tức là toàn cái từ rất là khó hiểu, hay là yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba, toàn những cái từ mà con hoàn toàn không hiểu, tiếng Việt mà hoàn toàn không hiểu. Thế còn bên kia thì họ giảng rất dễ hiểu. Thứ hai nữa là các cha thì rất gần gũi. Thế và bao giờ họ cũng có hát thánh ca. Thế rồi người ta lại có, sau cái chương trình sinh hoạt thì có ăn ở phía đằng sau, cái vườn đằng sau á, xong cha nói chuyện ra giảng giải. Thế và cha đọc, con không bao giờ quên là buổi nào cha cũng dặn là nhá, các con ơi, các con có biết không này, tất cả các con sẽ lên hết thiên đàng. 100% các con lên thiên đàng. Còn con nào mà có tội thì các con qua lò luyện tội
và con lên hết tiền đàng, mình ôi tuyệt vời. Con thưa với quý vị ở đây là toàn người miền Nam, có quý vị không hiểu miền Bắc đâu. Con không phải nói xấu, nhưng mà miền Bắc thì bà mẹ con, hồi con nhớ là bà mẹ con chưa đến 50 tuổi, đi vào chùa thì bảo không được. Thứ nhất là dưới 50 tuổi không được vào chùa, phải trên 50 tuổi mới được vào chùa. Thế thì con đã từng đi chùa rồi thì vào chùa chỉ có cụ già, toàn cụ sắp chết. Thế thì mình nghĩ con xin lỗi thầy nhá. Thế con bảo thứ chết, chùa là dành cho người sắp chết à? Tụng kinh người chết này, kinh người ốm này, kinh người khổ đau này. Thế và toàn cụ già sắp chết. Mà lại các cụ sắp chết là toàn các cụ bà, chứ không có cụ ông nữa. Thế mình là đàn ông, mình mà tôi chết rồi, mình không có chỗ cho mình rồi. Mình là giới trí thức thì mình không có cửa. Mình không có cửa ở đây. Đàn ông không được vào nhá. Tuổi trẻ thanh niên 30-40 tuổi thì mình không được vào nhá. Thế lại sắp chết bệnh tật, mình cũng không chết thì vào đây làm gì? Thế thì con mới quyết định là đi theo đạo Thiên Chúa Giáo. Và con nghĩ là đấy là con đường quá đúng. Nhưng mà cái phước của con vẫn còn. Cái phước nó vẫn còn ở chỗ này. Tức là năm 2003, tức là đúng cách đây 10 năm, cũng đến 10 năm. Nhưng mà hồi đấy là hồi tháng, quãng độ tháng 3 gì đó. Thì con được một em tên là Nguyễn Thanh Huyền, em đồng nghiệp, em tặng cho một cái đĩa. Thế anh bảo, anh nghe cái đĩa đạo Phật rồi đi. Anh bảo, thôi, anh chán lắm, đời là bể khổ với lại đau khổ với lại các thứ thì thôi, anh không nghe cái đâu. Bảo không, anh cứ nghe đi, cái này đời nó không khổ đâu. Năm anh nghe cái này về tứ diệu đế, tứ diệu đế là cái gì em không biết. Bảo trong này có cả bát chánh đạo, nó tứ diệu đế, anh không hiểu tứ diệu đế là cái gì, em phải giải cho anh tứ diệu đế là cái gì, em nói bằng tiếng nào. Bảo đây là tiếng Việt. Thế bát chánh đạo là cái gì, cũng là tiếng Việt. Mình là người Việt, mình cũng chẳng hiểu tiếng Việt, mình nốt tứ diệu đế với bát chánh đạo chẳng hiểu gì cả. Thế mà tôi không nghe tiếng Việt của chúng mày, là tiếng Việt của đạo Phật khó hiểu lắm. Bảo anh cứ nghe đi. Thế thì con được tặng một cái đĩa của thiền sư Thích Nhân Hạnh. Ngài lại giảng một cái bài rất hay, đó là hiện pháp lạc trú. Tức là cái hạnh phúc ở ngay bây giờ và ngay ở đây. Chưa bao giờ con được nghe một vị sư nào giảng là hạnh phúc có ngay ở đây và ngay bây giờ. Mà các vị toàn đợi chết rồi lên thiên đàng, đợi chết với... Thế mình đang khỏe trờ trờ đây mà mình còn không lo sống mà cứ lo cái chết thì lo làm gì? Bọn con là còn đang thanh niên, tuổi 30 thì mong sống chứ mong gì chết. Thế là nghe xong cái đó thì mê ngay. Và con đã gọi 1080 để tìm xem cái bài đó là bài Thiền Sư Thích Nhân Hạnh giảng ở chùa Đình Quán nhân Tết âm lịch. Và con mò ngay vào chùa Đình Quán, con hỏi và gặp được sư cô Tịnh Quán. Và sau đó con xin gia nhập cái đạo tràng ở chùa Đình Quán. Và con tu với các cái bạn đạo người nước ngoài. Ở đây có một nhóm người tu nước ngoài. Thì nhóm tu của con có anh Daisuke, anh là phó đại sứ Nhật Bản này. Rồi chị Sumares là chị phó đại sứ Panama này. Anh Hanh là tổ chức quốc tế của USS này. Rồi chị Tris. Rồi một số anh chị người Pháp, người Đức, người có mấy anh chị phó đại sứ và lãnh đạo của các nước ở các sứ quán ở nước tu. Thế thì thưa thầy, là anh tên là anh Daisuke, là anh phó đại sứ Nhật Bản. Thế thì con mới hỏi anh là, anh làm ơn cho tôi biết là anh làm phó đại sứ Nhật Bản không? Đúng rồi, Nhật Bản là nước giàu thứ nhì thế giới, thì anh làm sao có thời gian mà lại vào đây đi tu? Chủ nhật nào cũng thế anh vào đây tu. Các visitor xem cậu là phó giám đốc của FPT đâu. Bảo dạ vâng ạ. Đúng rồi, thế cậu có bận không? Có. Bảo thế hàng ngày cậu có ăn không? Thế mình bảo ông này chắc là hay ông bị tâm thần nên sao lại hỏi như thế. Bảo có. Thế hàng ngày cậu có uống nước không? Bảo có. Bảo thế tớ cũng thế. Tớ làm cả một tuần thì chủ nhật vào đây tớ tu, tức là tớ ăn. Cái cơ thể về mặt cái brain của mình thế này, cái mind của mình nó giống như cái pin của máy điện thoại của cậu ấy, nó hết điện thì chủ nhật phải vào chùa mà nạp điện. Thì cứ chủ nhật tao vào tao nạp, thì cái chuyện nạp điện này mày không biết đâu, nó còn hơn cả ăn với uống của mày ấy. Mày sẽ thấy. Thì mình thấy ông này, ông phó đại sứ của một nước như Nhật Bản mà ông còn chủ nhật nào, anh ấy cũng vào anh tu. Mà có hôm anh bảo thích thì mày lái ô tô mày qua mày đón tao, tao mày cùng vào tu nhé. Thế thì có những người bạn tu người nước ngoài mà họ giải thích cho mình về đạo Phật của mình còn giỏi hơn người Việt Nam. Và sau đó anh tặng cho mấy cuốn sách đọc về đạo Phật của mình bằng tiếng Anh. Trời đất ơi, nó vô cùng dễ hiểu. Bây giờ con phải nói ví dụ nhá. Cái từ tiếng mình, tiếng Việt các thầy hay bảo chúng con là sám địa xúc ấy. Đấy là tiếng Việt là sám địa xúc. Nhưng mà tiếng Anh là earth touching. Tức là lạy để toàn thân mình chạm xuống đất đi. Quá dễ hiểu. Hay một từ nữa là tứ diệu đế, nghe không hiểu là gì cả. Tiếng Anh nó là Four Noble Truths, là bốn sự thật vi diệu, bốn sự thật tuyệt vời, bốn sự thật cao quý, hay là bát chánh đạo. Nghe cũng chẳng hiểu cái gì, tiếng Việt mình không hiểu nổi. Nhưng mà tiếng Anh rất dễ hiểu, đó là tám
con đường để đi đến Niết Bàn. Trời đất ơi, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi, đạo Phật đây rồi. Đã thế thì theo ngay đạo Phật. Thế và con đăng ký một khóa tu 7 ngày ở Chùa Đính Quán như quý vị ở đây. Và một ông phó giám đốc của FPT cũng ngồi tu như quý vị. Và sau cái khóa tu đó đã thay đổi hoàn toàn cái cuộc đời và cái nhân sinh quan của con. Và từ đó con đã tìm ra ánh sáng cuộc đời mình. Từ đó thay vì lái con tàu chở 70.000 tỷ tế bào, con tàu mang tên Nguyễn Mạnh Hùng có thể làm ầm ầm xuống địa ngục. Bây giờ là bụp lên thẳng Tây Phương Cực Lạc. Người ta thường nhắc đến Phật tử Thiền Đức Nguyễn Mạnh Hùng qua một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là một người đã từng xuất gia giao duyên. Vậy thì Phật tử có thể kể cho quý Phật tử đây cái lần mà Phật tử đã xuất gia giao duyên không ạ? Con kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tính, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Phật tử. Cuộc đời nó cũng có nhiều cái bước ngoặt mà mình không bao giờ ngờ đến. Trong này thì con có tham gia nhiều cái khóa thiền Vipassana, tức là chúng ta ngồi thiền từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Mà mỗi ca ngồi thiền chúng ta phải ngồi ít nhất là 1 tiếng rưỡi, không động đậy, không nói một tí nào cả. Thế và con tham gia một số cái khóa thiền Vipassana như vậy, hoặc là các khóa thiền khác. Thế nhưng mà cuối cùng là có một khóa thiền nữa, thì có một anh bạn, anh rủ đi. Thế thì đến đó để chuẩn bị sáng mai bắt đầu vào khóa thiền, hôm nay còn được nói chuyện, nhưng mà sáng mai thì không được nói chuyện nữa. Thì hôm nay còn tình cảm anh nói chuyện nữa hôm nay. Thế anh hỏi, anh Hùng ơi, anh có muốn xuất gia không? Không sao là xuất gia, anh đang làm giám đốc của Facebook, làm sao mà lại xuất gia được? Thế anh bảo, ở đây các quý thầy sư Nam Tông cho phép xuất gia làm nhà sư trong vòng 1 tuần. Mình bảo thật á? Bảo thật. Bảo thôi thì cậu cứ hỏi cho tớ, cho chắc chắn không đã. Nếu được tớ xuất gia. Thế thì bạn ấy hỏi, và anh tên là anh Liên, anh cũng là giám đốc một doanh nghiệp khác. Thế anh hỏi thì được thật, thì là ba chúng con xin xuất gia. Con là một, anh Liên là giám đốc một công ty tàu biển. Một bạn nữa tên là bạn Phong là giám đốc marketing của tập đoàn sữa Vinamilk. Là ba người quyết định xuất gia làm nhà sư trong vòng 1 tuần. Và ngày hôm sau thì người ta, tức là sư cạo đầu, hết tóc và bắt đầu. Nhưng mà con bạch với quý Phật tử là cái giờ phút xúc động nhất là trao y và trao bát. Để lúc bây giờ mình có một cái bát để ăn và có y để đắp trên người. Là vô cùng xúc động mà lúc bây giờ nước mắt chảy ra. Và cái lúc nữa là sau khi mình đắp y và thành nhà sư rồi, thì lúc trước các Phật tử tu cùng với mình thì cùng là bạn tu, còn bây giờ tất cả quỳ xuống lạy mình. Và mọi người bắt đầu cúng dường, cho phong bì tiền này, thế rồi cho thuốc kem đánh răng này, bàn chải đánh răng, rồi các cái dụng cụ ấy. Thế lúc bây giờ con ấy run, thực sự là run, bởi vì cái trách nhiệm của mình rất lớn. Đây là tiền người ta cúng dường cho mình, không sử dụng khéo là mình chết. Cực kỳ xúc động và run sợ tại lúc chính thức làm nhà sư. Bởi vì sau đó là chúng con sống y hệt như mà nhà sư, giữ 10 giới và sống cùng với các nhà sư trong liên tục như vậy là 7 ngày. Và 7 ngày đấy là những kinh nghiệm quý giá vô cùng, và nó đã thay đổi cuộc đời con sang một bước ngoặt mới và cho con tái sinh một lần nữa. Nhưng mà con cũng lại kể cho một cái chuyện vui nữa là chúng con xuất gia theo Nam Tông thì có một cái giới quy định là không ăn quá ngọ, tức là 11 sau 12 giờ trưa là không ăn nữa. Thế thì buổi chiều có một cái vị tu nữ, tức là bên mình có con tăng và ni, có sư cô, nhưng mà theo Nam Tông lại không, con gái là không được xuất gia. Các vị mới thương là pha cho một cái cốc bột mè, nó bột vừng ấy, để uống. Thế sư phát hiện, sư bảo tại sao các con ăn, bảo con có ăn đâu, đây là ăn thôi, bảo đây con uống, bảo không được, uống cái này là ngũ cốc, cái này là ngũ cốc là phạm giới rồi, xin mời lên chánh điện xin lại giới. Thế là ba anh em lóc cóc lên chánh điện để xin lại giới. Thì đấy là những kỷ niệm mà con cũng xin kể cho nó vui một chút xíu với lại quý Phật tử. Nhưng mà đấy là một lần thứ nhất. Còn lần thứ hai là con lại xuất gia tại Bồ Đề Đạo Tràng với Thầy Huyền Diệu. Vào đúng tháng 12 năm ngoái, bằng giờ năm ngoái, thì con xuất gia tại Ấn Độ. Và Thầy cạo tóc cho con ngay tại Chùa Việt Nam, Việt Nam Phục Quốc Tự. Và con đã nhất bộ nhất bái xung quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng đó. Và tiếp tục giữ giới sang đến Lâm Tứ Ni ở bên Nepal. Và con nhất bộ nhất bái xung quanh cái nơi mà Đức Phật đản sinh. Thì trong cuộc đời của con đã có 2 lần xuất gia, lần thứ 2 8 ngày, lần thứ nhất là 7 ngày, tổng cộng đã có 15 ngày làm nhà sư, giữ 10 giới ạ.
A Di Đà Phật. Như vậy xin hỏi Phật tử rằng là sự đời đã tắt lửa lòng, còn chén vào chốn bụi hùng làm chi? Vậy tại sao Phật tử không xuất gia luôn? Câu hỏi đó thì con cũng thấy rất là thú vị, nhưng mà con nghĩ thế này ạ. Ở ngoài Bắc chúng con ấy, ngoài cửa chùa bao giờ cũng có một đức chúa ông và một đức thánh hiền. Thì ngày xưa con vào chùa con cũng không biết là tại sao lại đức chúa ông là ai và đức thánh hiền là ai. Sau này mình nghiên cứu, đức thánh hiền đó là ngài A Nan, là trí nhớ đệ nhất. Tất cả kinh Phật chúng ta có ngày hôm nay ấy, là nhờ ngài A Nan là một bên tay phải. Còn bên tay trái đó là ngài, đấy là đức thánh hiền, của bên này là đức chúa ông. Đức chúa ông là ai quý vị biết không ạ? Đức chúa ông là ngài cấp cô độc. Cấp cô độc, không phải tên ông là cô độc, mà ông là một doanh nhân cực kỳ giàu có, là người đã mua cái vườn Kỳ Viên Tịnh Xá rải một lớp vàng đấy ạ, và ông đã kìn chở xe ra để mua cái vườn đó. Nhưng mà ông, tên ông là cấp cô độc ấy, là bởi vì ông cấp tiền của cho những người cô độc, những người cô đơn, những người nghèo đói. Và đối với trong não của con thì đấy là một vị doanh nhân giàu nhất thế giới, giàu cả về tiền bạc, giàu cả về tình yêu thương, giàu kể vào lòng từ bi, và đặc biệt sống gần gũi với người nghèo. Và con nguyện học theo cái hạnh của cấp cô độc. Thế con xin làm cấp cô độc. Quả thật phải nói là một người rất là thông minh, dí dòm. Nếu như có Phật Pháp thì phải có người Hoằng Pháp, và khi đã có người Hoằng Pháp thì phải có người Hồ Pháp. Vậy thì ngoài cái việc ứng dụng trong đời sống tu tập của mình thì Phật tử có chia sẻ cái vấn đề này cho những người xung quanh hay không? Con phải kính bạch quý thầy và quý Phật tử là con nghĩ là cái phước của con vô cùng lớn, bởi vì con đã có may mắn để ngoài cái việc mình tu học, nhưng mình lại chia sẻ những cái việc mình học được cho những người khác. Ví dụ những cuốn sách, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cuốn sách, cuốn kinh mà chúng con đã in ra nằm len lỏi trong 90 triệu gia đình tại Việt Nam hiện nay rồi. Đấy là cách Hoằng Pháp theo góc của chúng con, của một người thương gia, của một người doanh nhân, đó là để những cái kinh sách đến từng gia đình một. Cái thứ hai nữa là ví dụ như tại Hà Nội thì rất may mắn là chúng con có được sự hỗ trợ và cùng với thầy Thích Minh Đồng cũng tổ chức những cái khóa tu cho sinh viên ở chùa Hưng Khánh. Cứ thứ bảy chủ nhật cuối cùng thì có xe đón tất cả các bạn sinh viên từ Hà Nội vào chùa Hưng Khánh để tu. Thì con cũng tham gia giảng, rồi chia sẻ, rồi hướng dẫn các em sinh viên tu ở đó để gieo duyên các em sinh viên. Bởi vì người ta cứ đang nghĩ là chùa là dành cho bà già và người chết. Con nghĩ không vậy. Nếu mà cứ để chùa dành cho bà già và người chết thì đạo Phật nó sẽ suy tàn. Và con có nguyện vọng là mang đạo Phật đến hai giới, một là doanh nhân, hai là sinh viên. Và đã tổ chức tại Hà Nội những cái khóa tu đó tại chùa Hưng Khánh. Mỗi một khóa thì khoảng độ ít nhất là 300 sinh viên, nhiều là 800 sinh viên, tổ chức trong chắc là cũng được năm nay rồi. Hay là chúng con tổ chức những chương trình Phật Pháp ứng dụng, mà hôm nay là thứ bảy tuần sau sẽ tổ chức tại Tòa Sáng Tạo Giác Ngộ, là chỉ dành cho doanh nhân và các bậc trí thức. Số thứ bảy tuần sau là số 15. Tại sao con muốn đạo Phật đến với các doanh nhân? Con đơn giản như lấy FPT là ví dụ, anh Trương Dư Bình làm chủ tịch quản trị và hiện bên dưới là có 15.000 nhân viên. Nếu như anh Trương Dư Bình có tâm Phật, là một Phật tử, thì 15.000 con người được ảnh hưởng, có nghĩa là 15.000 gia đình. Nhưng 15.000 gia đình đó lại còn vợ, còn chồng, còn bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, bên nội, bên ngoại, con cái cháu chắt họ hàng. Như vậy là có thể hàng triệu được người lợi. Thế là con rất mong muốn là đạo Phật đến với hai giới. Con ưu tiên doanh nhân và giới trí thức, mà cụ thể đấy là sinh viên. Thành ra là các cái chương trình đó con đang rất tích cực làm. Đi về Thái Bình nói chuyện, đi về Hưng Yên nói chuyện, đưa về Đắk Lắk nói chuyện, đi về bất cứ nơi nào người ta mời là sẵn sàng về để chia sẻ những kinh nghiệm mình đã thành công một chút xíu của mình, hoặc những gì mình hiểu biết về đạo Phật. Thì con đang cố gắng. Thế rồi qua những cái bài viết của con, một tuần nào thì cũng vài bài viết trên các trang báo để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình. Để biết Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng đã tu tập và cũng như ảnh hưởng những người xung quanh như thế nào, đặc biệt là những người trong công ty mình, thì xin mời quý vị cùng xem một đoạn phim ngắn. Cho đi chính là nhận lại, đó là triết lý thành công trong cuộc sống mà hẳn nhiều người có thể hiểu được.
Nhưng để làm được điều đó thì không phải ai cũng sẵn sàng. Và trong mô hình của một công ty sách, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã làm được điều này với việc xây dựng văn hóa công ty như một vườn yêu thương để các nhân viên trong chính công ty yêu thương nhau cũng như việc họ yêu thương khách hàng của mình. Mỗi bữa trưa ở công ty, ông Nguyễn Mạnh Hùng thường ăn với các nhân viên của mình. Cuộc sống giản dị không cầu kỳ của ông giúp mọi người gần gũi và dễ sẻ chia với người lãnh đạo của mình hơn. Đó cũng là thời gian để ông và mọi người có thể kể với nhau những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Đôi khi nhân viên ở Thái Hà Books còn được nghe người lãnh đạo của mình chơi đàn guitar và thậm chí ông còn sáng tác cả bài hát để thể hiện tình yêu thương dành cho họ. Con là một nhân viên khá là trẻ trong công ty và theo con thấy thì với công ty cổ phần sách Thái Hà thì cái việc phân biệt lứa tuổi hay là giữa cấp bậc sếp và nhân viên thì nó không có nhiều những cái ranh giới quá là xa nhau, bởi vì là tất cả mọi người trong công ty đều sống với một cái tâm thực sự của mình. Và có thể là bất kỳ ai khi mà biết đến Thái Hà thì đều có thể được nghe ngay tới một cái vườn yêu thương. Và khi mà mọi người làm việc ở đây, trên tính chất công việc là một phần, nhưng mà tất cả đều được giúp đỡ và hỗ trợ nhau một cách tối đa. Và cái môi trường làm việc ở đây là rất là công bằng và để cho mọi người có một cái cơ hội để tiến triển bản thân, cũng như là mọi người được phép mà bình đẳng để tranh luận, bình đẳng để chia sẻ vấn đề và bình đẳng để giải quyết vấn đề. Mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, và thầy Hùng sẽ là người cân nhắc những cái cách giải quyết đó để tìm ra một cái phương án giải quyết hợp lý nhất ạ. Và tất cả những cái mà phương án giải quyết trong công việc, khúc mắc trong công việc thì đều đưa lên cái thiện chí giải quyết công việc là chính, chứ không đưa những cái tranh luận, những cái tranh chấp cá nhân vào để giải quyết công việc, mà thường đưa những cái thiện chí làm việc, thiện chí để giải quyết một công việc ạ. Con cũng đã trải nghiệm được 6 năm để làm việc cùng với thầy Hùng, cũng có rất là nhiều thăng trầm, bởi vì là cũng là công ty mà khi mà mới thành lập thì gặp cũng có nhiều khó khăn khác nhau, nhất là về cái mặt thị trường sách, thứ hai là làm sao để tìm được cái nguồn bản thảo tốt, thêm nữa là về vấn đề làm sao để giữ được nhân sự. Trải qua những khó khăn như vậy thì thầy Hùng luôn luôn là cái người thầy và đồng thời là người sếp để hướng dẫn những cái học trò và những cái đồng nghiệp của mình. Tất nhiên là ở về bản thân là một người sếp nữa, thì khi mà gặp những khó khăn thì thầy Hùng, trong cái quá trình mà chúng con được làm việc với cả thầy thì chúng con cũng được biết là thầy Hùng cũng là một cái Phật tử rất là thuần thành. Khía cạnh cá nhân của thầy Hùng thì con thấy là có một cái biến chuyển của thầy, của cá nhân thầy rất là lớn, đó là cái tính nóng giận của thầy. Từ trước đây thì khi gặp một cái vấn đề để mà xử lý thì thầy rất là nóng giận, và có thể là thầy, tại vì là thầy đã làm được cái môi trường chuyên nghiệp quen rồi và cái yêu cầu của thầy cao rồi. Thế thì khi mà làm ở một cái môi trường với một cái chuyên ngành khác thì bản thân có những cái yêu cầu cao như thế nó không được phù hợp, thì chính vì thế mà thầy rất là nóng giận. Thế thì trong cái quá trình mà sau 6 năm thì cái việc mà thầy xử lý vấn đề thì nó hoàn toàn khác, thì thể hiện rõ đến là một cái người có một cái sự tu tập và sự biến chuyển trong cái việc điều hành của thầy. Thế thì đấy là về góc độ cá nhân, về con người. Còn ở về cái góc độ về điều hành của doanh nghiệp thì con cũng thấy là thầy cũng áp dụng rất là nhiều những cái giáo lý của đạo Phật trong việc mà điều hành doanh nghiệp. Ví dụ đơn giản như là một tháng thì Thái Hà Books có 2 ngày ăn chay chẳng hạn, hay là Thái Hà Books thì thường xuyên có những cái chuyến đi du lịch đến những các cái địa điểm mà liên quan đến Phật giáo, như chùa chiền. Thêm nữa là thầy Hùng thì luôn là dạy học sinh và bản thân là dạy những cái đồng nghiệp của mình, thì khi cư xử đối với đối tác, đối với đồng nghiệp thì luôn phải sử dụng dùng cái tâm của mình đối đãi, thì như thế thì sẽ đạt được những cái kết quả tốt đẹp. Sau mỗi cái chuyến đi của thầy đi nước ngoài hoặc là đi hành hương ở đất Phật thì thầy thường xuyên thầy về để chia sẻ cho các bạn, thầy gửi quà cho các bạn và thầy giảng rất là cặn kẽ làm sao để gieo những cái hạt giống tâm Phật cho những cái người nhân viên trẻ của mình. Quý vị, chúng ta đã xem một cái mô hình rất là tuyệt vời mà Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng đã áp dụng trong công ty mình, có tên là Vườn Yêu Thương. Vậy trong cái
Buổi chia sẻ hôm nay thì Phật tử có thể chia sẻ cái mô hình này một xíu cho quý Phật tử được biết. Cái đầu tiên là công ty của con là công ty sách Thái Hà. Nhưng mà nếu mà Thái Hà theo tiếng Việt, nó dịch tiếng Việt theo cái nghĩa của nó, Thái Hà là dòng sông ánh sáng, là dòng trí tuệ. Còn Thái nghĩa nữa là Thái Bình, tức là dòng sông bình an. Ai chả mong bình an, ai chả muốn có hạnh phúc, thì Thái Hà là dòng sông bình an, dòng sông trí tuệ. Đấy là mong muốn chúng con. Một nghĩa của Thái Hà nữa có nghĩa là chữ Hà có một nghĩa nữa là hoa sen. Thái là đẹp. Còn tất nhiên Thái Hà có một nghĩa là một cái quẻ rất đẹp trong kinh dịch, thì nếu mà anh nghiên cứu dịch thì biết đấy. Còn Thái Hà là bông sen, Thái là đẹp, Thái Hà là bông sen đẹp. Thì còn cái gì đẹp hơn, còn gì quý giá hơn để dâng lên cho chư Phật, dâng lên cho quý Thầy và dâng lên cho quý vị ở đây hơn là Thái Hà. Thì đấy là ý nghĩa. Và từ cái ý nghĩa đó suy ra cái sứ mệnh của cả công ty, đó là mang trí tuệ và từ bi đến cho mỗi thành viên trong công ty, kể cả những thành viên làm full time và part time, mang đến từ bi và trí tuệ cho tất cả bạn đọc, cho tất cả học trò, cho tất cả các bạn bè. Hay là đơn giản, quý vị mà nhìn thấy cái áo của con, áo Thái Hà nó có cái màu đấy, là màu này là màu cam. Thì quý vị bảo tại sao lại chọn màu cam? Bởi vì màu cam, nếu mà chúng ta lấy một xô mực đỏ đổ với một xô mực vàng thì nó ra màu màu cam. Màu cam là trộn giữa màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ, màu vàng, đấy là hai màu tượng trưng của từ bi và trí tuệ. Và cái màu này mang trên người cũng để nhắc chúng con là lúc nào cũng nhắc mình: Hùng ơi, cậu phải nhớ là cậu phải có từ bi, cậu phải có trí tuệ. Và mỗi thành viên ở Thái Búc mặc trên mình cái áo màu cam cũng nhắc mình là các bạn phải có từ bi, phải có trí tuệ. Và các bạn ạ, đấy là con đường duy nhất chúng ta phải tiến đến để giác ngộ giải thoát. Thế là cái mong muốn và chúng con đang thực hiện đó là xây dựng vườn yêu thương ở trong Thái Búc, cũng như cái vườn yêu thương này của mỗi thành viên của công ty sách Thái Hà cũng phải xây dựng vườn yêu thương tại gia đình của các bạn, rồi đến những nơi bạn đến. Ví dụ con đến đâu thì con cũng rắc những cái hạt yêu thương ở khắp mọi nơi. Đến đâu mình cũng rắc thật nhiều thì nó khắp mọi nơi. Thế đến lúc nó thành một rừng yêu thương. Và mong muốn chúng con là xây dựng không những cái vườn yêu thương, nhiều công viên yêu thương, và cái yêu thương này nó ngấm vào được 90 triệu dân Việt Nam chúng ta. Bây giờ Phật, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn phim ngắn để xem những việc làm cụ thể của Phật tử Nguyễn Văn Hồng đã có những tác động như thế nào. Cư sĩ Thiện Đức Nguyễn Văn Hồng ở ngoài đời là một người anh, ở trong đạo Phật là một người thầy của con. Thế thì chúng con phải học thầy nhiều, phải học thầy nhiều ở nhiều điểm. Bởi vì thứ nhất là một người rất là bận rộn, nhưng mà thầy đã hài hòa được việc đời và việc đạo. Thứ hai là mặc dù bận việc đời, nhưng mà thầy luôn dành một cái quỹ thời gian của mình, sự tâm huyết chính của mình cho cái việc Phật Pháp. Thì đấy là một cái điều mà chúng con phải học hỏi. Thầy Hùng ấy cũng là làm việc đạo rất là chuyên cần trên tất cả các mặt, chứ không phải riêng lĩnh vực truyền thông. Thầy có thể tổ chức những cái câu lạc bộ, rồi thầy khuyến tấn cũng như là động viên nhiều người cái bước đầu họ vào con đường tìm hiểu đạo Phật và theo đạo Phật. Rồi thầy cũng động viên và khích lệ tinh thần những người phát tâm đi xuất gia. Như vậy có thể nói rằng là một con người như thế thì là một tấm gương cho con học hỏi, không chỉ ở lĩnh vực truyền thông mà còn ở các cái góc độ khác ngoài đời thường. Trong Phật giáo, về vấn đề giáo dục thì Đức Phật có nói rằng là thân giáo và khẩu giáo. Thân giáo tức là giáo dục người khác bằng những việc làm, những hành động của mình đã làm, người khác nhìn theo đó để làm theo. Nhưng nếu như nói hay nhưng mà không làm được thì mọi người cũng không nghe, không làm theo. Và khẩu giáo thì là hướng dẫn người khác làm theo những điều tốt. Đối với Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng thì luôn luôn thực hành hai cái phương pháp giáo dục những cái em sinh viên và mọi người, đó là thân giáo và khẩu giáo. Đó là tự thân Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng cũng tu tập rất là tinh tiến, nghiên cứu giáo lý Phật Pháp, áp dụng giáo lý vào trong cuộc sống của mình cũng như trong kinh doanh. Trong cuộc sống thì Phật tử Thiện Đức là luôn luôn ngồi thiền, còn đối với mọi người thầy cũng luôn luôn hướng dẫn như vậy. Trong kinh doanh thì thầy cũng chuyển hướng cái việc in sách, in rất nhiều kinh sách của Phật Pháp, cũng là góp phần
Hoàng Dương Phật Pháp trợ duyên cho các quý thầy Hoàng Pháp và thực hành giáo Pháp. Thế nên khi có sự hiện diện của Phật tử Thiện Đức Mạnh Mạnh Hùng ở đâu và nói điều gì, mọi người rất là hoan nghênh, tán thưởng và đều thực hành. Đó là một thành công lớn Phật tử Thiện Đức Mạnh Mạnh Hùng đã làm được. Qua những cái buổi sinh hoạt, hướng dẫn, tu học và chia sẻ kinh nghiệm thì chúng con là những người đi sau và biết được đến đạo Phật, thì có một cái điều tâm đắc. Thứ nhất là người đi trước rước người đi sau, thì anh Hùng đã làm được cái việc đó, là anh luôn luôn mong muốn là được đưa nhiều anh chị em sinh viên, thanh niên và Phật tử biết được đến một giá trị chân thật của đạo Phật và để tìm được cái nguồn an lạc cho bản thân. Thì với cả chúng con thì ấn tượng ở hai điểm. Điểm thứ nhất là anh rất là nhiệt tình, hết lòng vì thế hệ trẻ và các lớp đàn em. Ấn tượng thứ hai là anh luôn luôn quý kính và nương theo tâm bảo để thực hành cái giáo lý và cũng như là đời sống của mình. Dạ, 4 năm về trước thì con bắt đầu theo học thầy Hùng ạ. Lúc đầu là cũng không phải là một Phật tử, nhưng mà được thầy Hùng dẫn dắt và được truyền trao những cái bài học thì con đã dần dần theo đạo Phật và biết đến đạo Phật. Qua đó chúng con đã tu sửa mình rất là nhiều, giảm chúng con biết yêu thương không chỉ là những người xung quanh mà còn yêu thương như muôn loài. Qua những hoạt động phóng sinh, chúng con tham gia những khóa tu thì được nghe các thầy giảng pháp, được nghe về giảng về tình yêu thương, giảng về tham sân si, giảng về từ bi hỷ xả, và những cái đó rất là mới lạ với con và lần đầu tiên con được nghe. Vào chùa thì con được học những cái điều mà trước đấy chưa bao giờ được học, như là học cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, và điều đó làm cho cuộc sống của con rất là an lành, và trong cuộc sống thì giảm bớt sự nóng tính, nóng vội mà luôn luôn là thư thái và an lạc. Con với lại thầy Hùng cũng là một người bạn rất là lâu năm rồi và cảm tưởng như là một người bạn tri kỷ, hay thậm chí là như là hai người bố con ấy ạ. Và khi con đi với thầy Hùng thì có thể là học được rất là nhiều điều, không chỉ là thứ nhất là thầy là một người rất là thông tuệ, thầy có một trí tuệ rất là tuyệt vời, và không chỉ là thầy có một trí tuệ tuyệt vời và am hiểu về mọi lĩnh vực mà thầy còn mong muốn truyền được cái trí tuệ đấy cho tất cả mọi người nữa. Cái thứ hai mà là một điểm rất đặc biệt của thầy Hùng đó là thầy rất là nhân văn. Mặc dù là có thể là trí thông minh của thầy ấy rất là tuyệt vời và thầy ấy muốn truyền những cái trí thông minh ấy cho mọi người, nhưng thế là chưa đủ, mà thầy ấy còn có một cái trái tim cực kỳ rộng lượng. Có một cái điểm đặc biệt của thầy Hùng đó là thầy ấy là một người mà ăn chay và thầy là một Phật tử, và vì vậy nên là khi mà con đến gần thầy Hùng thì thầy chia sẻ rất là nhiều điều về cái con đường mà đi theo với Phật của thầy ấy. Và ở trong công ty của thầy ấy thì luôn luôn phải dán những cái bảng chẳng hạn như là kiếp luân hồi, rồi những cái dòng chữ nổi tiếng của những cái vị thiền sư, rồi những cái vị Phật gia nổi tiếng. Thầy ấy là một người mà không chỉ là muốn tiếp cận với Phật giáo cho riêng thầy ấy, mà thầy còn muốn giúp góp phần có thể truyền bá Phật giáo đến khắp mọi nhà nữa. Thì thầy ấy thực sự là một con người rất là tuyệt vời. A Di Đà Phật, chúng ta đã xem qua một đoạn phim ngắn mà tất cả những người đã được thầy Hùng giúp đỡ cũng như hướng dẫn học tập đã có những cảm nhận về thầy Hùng rất là sâu sắc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con cũng xin cung thỉnh Thượng Tọa cũng cho chúng con đôi lời về Phật tử Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng.